Xin chào anh em, mình tiếp tục quay trở lại với đồ cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi trưa ngày 15 tháng 8. Thì đến với buổi trưa ngày hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ em cũng có về rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu các nhà trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh các nhà nha. Và mã số 1 đầu tiên là giới thiệu các nhà mình có về được một cặp bàn ủi nha, rất là đẹp. Một cặp này nặng tới là 14,2 kg, bao gồm hai cái, một con trống và một con mái các nhà nha. Cặp bàn ủi con gà chất liệu bằng đồng, con gà này rất là to. Một cái là nặng khoảng trên 7 kg, hai cái này là khoảng 14 kg 2. Chiều cao tổng thể của mỗi cái là tầm có khoảng là 24. Rồi chiều dài tổng thể là có khoảng là 25. Năm 1908. Hai bên là nó có, đây là con gà mái là nó hơi ngắn hơn nha các nhà ha. Đây là con gà trống nó dài hơn nha. Hai bên là đặc biệt là có hai con gồng nổi rất là đẹp. Tất cả toàn bộ đều bằng đồng, còn đầy đủ các dĩ than trong đây. Trong đây là còn các đế nha và dĩ than luôn. Trong đây là nó có một cái dĩ đường than luôn nha các anh em ha. Đó, đồng nguyên khối hết nha. Rất là đẹp. Đây, ở trên đây là nó có 1908. Để anh em xem ha, con gà cũng có đóng nha. Và trên nắp này cũng có đóng luôn ha. Có hình phân 1908. Rất là dày dặn. Một con trống, một con mái, có đôi có cặp ha. Đây, cả nhà cùng xem đây. Hai bên là có hai con gồng nổi rất là đẹp ha. Mỗi bên có 12 lỗ, hai bên là có 24 lỗ, hai bên đều là hai con gồng nổi hết. Rất là đẹp, liền lạc, lành lặn nha. Rất là nặng. Đây, mình cứ xem ha. Xem không rõ cần thêm thông tin có thể kết bạn Zalo bên em nha, để gửi thêm thông tin cho mình ha. Và một cặp như thế này, bên em có giá Zalo cả nhà mình là 6,5 triệu ha. 6,5 triệu cho một cặp. Rất là to, rất là nặng. Tổng trọng lượng là khoảng 14,2 kg cho ngày hôm nay. Đây là mã số 1. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì bên em giới thiệu cả nhà mình còn được một cái đồng hồ cổ của Pháp. Đây là một cái đồng hồ báo thức của Pháp xưa nha. Bao cả nhà mình là chuẩn xưa luôn ha. Đó, hiện trạng là còn hoạt động rất là tốt nha. Đồng hồ của Pháp ha. Phía sau là có chỗ báo thức. Đây, cả nhà mình cùng xem ha. Đây nó còn mắc in phân nữa ha. Một bên là lên có chuông, một bên thì lên có giờ. Một cái thì chỉnh báo thức luôn nha. Rất là đẹp. Hiện trạng là còn đang hoạt động. Cái này là có từ rất lâu đời ha. Khoảng thập niên 40-50 nha. Chuông báo thức rồi cũng còn hoạt động rất là tốt ha. Đây cái này mình cùng xem nha. Rất là hay. Đó. Một cái đồng hồ báo thức của Pháp. Và con này có giá giao lưu với cả nhà mình. Một con đồng hồ báo thức cổ như thế này thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu cho một cái đồng hồ báo thức cổ của Pháp. Đây mã số 2. Rồi mã số 3 của ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình còn được một cái đỉnh cửu long. Đây là một cái đỉnh đồng cửu long bằng đồng lắc cây bạc. Đó, đây là có 9 con rồng ha, được lắc cây bạc ngoài rất là đẹp, hai bên là hai quai rồng, trên là có hai con luôn nha. Ba chân lân và tổng trọng lượng của tác phẩm này rơi vào khoảng là 1 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 15. Rồi chiều dài tổng thể là 16 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái cửu long như thế này 1,2 triệu nha. Rất là đẹp. Đây là mã số 3. Rồi mã số 4. Mã số 4 là nhất long. Đây là một cái sông trầm nhất long của ngày hôm nay. Nguyên một con rồng ha. Ở dưới là một cái đỉnh nhất long. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 22. Rồi bề ngang tổng thể là 15. Chất liệu bằng đồng. Và một cái nhất long như thế này. Nguyên một con rồng trên ha. Rất là đẹp nha. Trên đây là có chạm chữ khắc ăn mòn ha. Đáy là có chuyện luôn. Đây. Và có giá giao lưu với cả nhà mình. Một cái nhất long như thế này là 1,800,000 ha. Một cái đỉnh rất là đẹp, nguyên một con rồng nhất long. Mã số 4 mình bỏ chậm vô đây đốt ha. Mã số 4 trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì hôm nay là có một cái gạt tàn nhỏ để giới thiệu của cái nhà mình ha. Gạt tàn của trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến Huế Đà Nẵng nha. Mẫu này là mẫu nhỏ ở mã số 5. Ở trên là hai biểu tượng thủy quân lục chiến Huế Đà Nẵng năm 1968. Tổng trọng lượng là khoảng 950 g, đường kính là 11. Rồi chiều cao là 3,5. Thì có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó. Đó, có giá giao lưu cái nhà 750 ha. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì một cái to. Đó, một cái rất là to của trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến Huế Đà Nẵng nha. Đây là cái to ha. Cái to tổng trọng lượng là khoảng cái to này tổng trọng lượng là khoảng 2,7 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 17 cm. Chất liệu bằng đồng, cũng là trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến Huế Đà Nẵng luôn. Nhưng mà cái này là cái mẫu này là mẫu to. Nặng tới 2,8 kg, rất là dày dặn liền lạc nha. Ở dưới là có chữ US luôn ha.
Ở đây cả nhà mình cùng xem đây. Cái này có giá giao lưu cả nhà 1,5 triệu nha, mà số 6. Cái này thì đường kính là nó tới là 17 cm ha, chiều sâu là có khoảng là 5. Mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18 của ngày hôm nay là mã số 8, xin lỗi cả nhà mình ha. Mã số 8 nha, và ông bà thổ đất chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng là 3,3 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 20. Bề ngang của hai vị là 10 cm, chất liệu bằng đồng. Một bà thì cầm đang cầm như này quả đào trường thọ ha. Rất là đẹp đái có chuyện luôn. Bên đây là cầm một khỏi vàng. Có tiền và có và thọ luôn nha, rất là đẹp ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này. Và 1,8 triệu cho mã số 8 có trong video hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cái đỉnh đồng cổ ha. Đó, đỉnh hai con rồng. Trên đây là có chạm dơi nè, trên đây là con rồng ha, hai bên là hai con rồng, hai quai là hai con rồng lẻ nè. Các nhà cùng xem đây, rất là đẹp ha. Rồng ba chân. Chạm dơi, trên đây là hai bên là hai con rồng, ba chân là ba chân lân. Rất là đẹp. Đó. Rất là đáng để sưu tầm ha, một cái đỉnh rất là hay, rất là đẹp. Tổng trọng lượng là khoảng là 2,3 kg. Chiều cao là đo lại cả nhà mình là 24 ha. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 2,2 triệu nha, cho một cái đỉnh rất là to ngày hôm nay. Rất là đẹp, rất là cổ kính ha. Một cái đỉnh rồng mã số 9. Rồi tiếp theo là số 10. Mã số 10 trong video hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình là đây là một cái sông trầm lực sĩ ha. Hình ảnh là một ông lực sĩ nha, đang đẩy một cái trầm lên ha. Rất là đẹp. Rất là đáng để sưu tầm ha. Tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 10-29 cm. Bề ngang là có khoảng là 9 cm. Chất liệu bằng đồng ha. Sông trầm lực sĩ. Có giá giao lưu với cả nhà mình một cái sông trầm lực sĩ như thế này. Đó. 1,6 triệu cho mã số 10. Rồi mã số 11. 11 trong video ngày hôm nay là một tượng rất là đẹp, hình ảnh một cô gái ha. Một cô gái cầm đuốc. Đó. Rất là đáng để sưu tầm ha. Hình ảnh một cô gái rất là đẹp. Tay đang cầm một cái ngọn đuốc ha, giơ lên nha. Rất là đẹp, một hình ảnh rất là đáng để sưu tầm ha. Cô gái tượng đồng châu Âu, cô gái cầm đuốc. Về trọng lượng của tác phẩm này là khoảng 4,4 kg. Rồi chiều cao lên là gần 49-50 cm. Bề ngang tượng là có khoảng là 14 cm. Chất liệu bằng đồng. Một cô gái cầm đuốc ha. Trông một cái dáng người rất là thướt tha, rất là đẹp, chất liệu bằng đồng. Tượng đồng châu Âu ha. Và tượng này có giá giao lưu cả nhà mình là 2,5 triệu nha. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ ha. Mã số 11. Rồi mã số 12. 12 cũng là một tượng đồng châu Âu luôn, một cô gái ha. Đó, một cô gái nở ra từ cái bút sen. Chất liệu bằng đồng, cũng là một tượng đồng châu Âu luôn. Chiều cao tổng thể là gần 45 cm. Bề ngang là khoảng là 17. Chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là 7 kg. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà mình cũng là 2,5 triệu. Mình có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm tượng đồng ha, tượng đồng châu Âu. Mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 trong video hôm nay thì ngựa kéo xe bắp cải, ngựa xéo hay còn gọi là ngựa kéo xe tiền tài tài lộc nha. Đó, tác phẩm này tổng trọng lượng khoảng 4 kg. Chiều dài tổng thể là 28. Chiều cao là khoảng là 22. Chất liệu bằng đồng. Và nguyên một con như thế này rất là to. Có giá giao lưu với cả nhà mình là có giá giao lưu với cả nhà mình 2 triệu đồng ha. Mã số 13 có trong video hôm nay. Rồi 14 mà bạn em giới thiệu với cả nhà mình một tác phẩm là Phúc Lộc Thọ, chất liệu bằng đồng ha. Chiều cao 21 cm, bề ngang là 17. Có Phúc, có Lộc, có Thọ nha, ba ông ha. Phía sau là có một cái chữ rất là đẹp. Mã số 14 này á, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 14 của ngày hôm nay là 1,7 triệu. Mã số 14. Rồi 15 trong video ngày hôm nay bên em giới thiệu cả nhà mình à. Còn được một tượng đồng rất là đẹp, Thích Ca Liên Hoa. Đây là một tượng chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 14 kg. Rồi chiều cao tổng thể của tượng là lơ gơ vào khoảng là 42 cm. Bề ngang của tượng là tầm có khoảng là 31. Chất liệu bằng đồng, rất là đẹp. Hình ảnh một tượng Phật Thích Ca Liên Hoa nha, ngồi trên nguyên một cái đài sen vuông. Chất liệu bằng đồng, màu thời gian rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm như cái nhà ha.
Tượng này có giá giao lưu cả nhà mình là 4.800.000 nha. Đây là mặt sau của tượng đây, rất là đẹp. Mình có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp em ha. Đây là mã số 15. Và tiếp theo mã số 16. 16 trong video hôm nay là giới thiệu cả nhà mình nè. Đó, một chú gà ha. Một chú gà, gà trống đẻ tiền nha. Đây là mã số 16. 16 thì chiều cao tổng thể là 29 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 21. Chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu cho cả nhà mình chú gà mã số 16 ngày hôm nay 2.4 triệu ha. 2.4 triệu cho mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ nha. Đây là mã số 16. Rồi mã số 17. 17 là một bộ tượng rất là đẹp về công giáo mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Bao gồm 3 tượng. Đây là trọn bộ nha. Thì mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ ha. Trọn bộ về công giáo mã số 17 có trong video hôm nay. Đó. Về mã số 17 là tổng trọng lượng là khoảng là 9 ký 8. Đó, trọn bộ bao gồm 3 tượng. Tượng cha, tượng mẹ và thánh giá phía sau. Chất liệu bằng đồng. Chiều cao của tượng cha là tầm khoảng là gần 39 cm. Rồi tượng mẹ là tầm khoảng 38. Rồi thánh giá phía sau là khoảng 42. Chất liệu bằng đồng. Đó, một bộ tượng như thế này. Bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 5.500.000 ha, cho trọn bộ. Trọn một bộ nha. Bao gồm 3 tượng như thế này, mã số 17. Rất là đẹp ha. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp em nha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ ha. Địa chỉ là đường số 4, trung tâm mại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha. Mình có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem ha. Đây là mã số 17 có trong video ngày hôm nay nha. Rồi, tiếp theo mã số 18. 18 thì giới thiệu với cả nhà mình còn được một tượng Phật Di Lạc rất là đẹp. Đây là mã số 18 ha. Tượng Phật Di Lạc chất liệu bằng đồng. Thì tượng Phật Di Lạc đang cởi trên một con cá chép, tổng trọng lượng là khoảng 6.5 kg. Chiều cao là có khoảng là 45. Bề ngang là 23. Chất liệu bằng đồng, nguyên một chú cá chép mã số 18. Cá chép Phật Di Lạc cởi trên con cá chép rất là to, rất là đẹp ha. Ông cười rất là tươi nha. Và tác phẩm như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 3.600.000. Một con cá chép rất là to và một hình ảnh Phật Di Lạc trên đây ha. Đây là mã số 18 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 18. Rồi, 19 trong video ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình một cái đồng hồ con gà, đồng hồ báo thức con gà trống nuôi con ha. Ở phía sau là có chỗ lên cót nha. Lên cót chuông và lên cót giờ, rất là đẹp. Đó, hình ảnh chú gà trống ha. Đồng hồ gà trống nuôi con. Ở trên là hai cái đồng hồ ba, ở trên là hai cây báo thức. Đó. Và cái này có giá giao lưu cả nhà mình 500.000 ha. Cái này 500.000 mã số 19. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 16 chứ. Chiều cao 16 ha. Đây là mã số 19 500.000. Rồi tiếp theo mã số 20. 20 là một cái dĩa ngũ quả gồng phụng. Còn mã số 20 có trong video ngày hôm nay. Tổng trọng lượng là 2.2 kg và chiều dài đường kính là có khoảng là 33. Rồi chiều sâu. Chiều sâu là 10-12. Đặc biệt trên đây là có chạm gồng phụng ha. Rất là đẹp và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái dĩa gồng phụng như thế này. Ngũ quả ha, mình bày ngũ quả trên đây. 1.500.000 nha. 1.500.000 cho mã số 20 có trong video ngày hôm nay. Và mã số 21. 21 là một chú gắn ha. Đó, một chú gắn tiền nha. Một chú gắn chất liệu đồng, tổng trọng lượng là 5 kg cho tác phẩm như thế này. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 30. Rồi bề ngang có khoảng là 24 cm, chất liệu bằng đồng. Một con gắn rất là to. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 2.4 triệu cho tác phẩm gắn tiền của ngày hôm nay. Đây là mã số 21. Và cuối cùng, mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay là mã số 22. Giới thiệu cả nhà mình chọn một bộ trò đồng ha. Đó, toàn bộ đều bằng đồng nha. Bộ này rất là đẹp ha. Đây, sau đây tổng quan của bộ này cho cả nhà mình tiện theo dõi. Tổng trọng lượng là khoảng 7.3 kg. Một bộ như thế này, chiều cao rất là đẹp ha. Trò tam hạt, hình ảnh là ba con hạt tạo thành một cái trò rất là đẹp nha. Có ba chú hạt ha. Ở trên là một cái dĩa, một cái dĩa đồng. Để chỉnh cái dĩa đồng cho mình xem ha. Chiều cao tổng thể là 43 cm. Xung quanh là ba con hạt tạo thành một cái trò ha. Còn cái dĩa là có chạm gồng phụng luôn. Một bộ như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ như thế này là 3.800.000.
Đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo, những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.